Mới đây, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng công ty Aera Overseas Study của Ấn Độ trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về y tế cho sinh viên Ấn Độ và các nước châu Á, bắt đầu từ năm học 2021-2022. Theo đó, bắt đầu từ năm học 2021-2022, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là đơn vị độc quyền tiếp nhận và đào tạo y khoa cho sinh viên Ấn Độ và các nước châu Á do công ty Aera Overseas Studies của Ấn Độ trực tiếp tuyển sinh. Sinh viên sẽ được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, được triển khai trên cơ sở chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế Việt Nam, đồng thời tiệm cận chương trình đào tạo y khoa của các nước tiên tiến trên thế giới. Ngoài ra, sinh viên quốc tế còn được học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, sinh viên được kiến tập thực tập tại các bệnh viện lớn và uy tín trong mạng lưới liên kết hợp tác của nhà trường để trau dồi kỹ năng nghề nghiệp. Chương trình đào tạo y khoa tổng cộng thời gian là 6 năm học, sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng bác sĩ y khoa.